bước sang câu hỏi thứ hai của vòng một. Xin mời thành viên thứ hai của hai đội. Xin mời. Bắt tay nhau nào hai bạn. Chúc may mắn, chúc may mắn. Câu hỏi này cũng được khảo sát 100 người và có 7 đáp án đặt trên bảng. Đó là 7 ý kiến của nhiều người. Và số điểm của mỗi đáp án cũng chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng giành lấy quyền ưu tiên cho đội mình. Thích ăn hải sản không bạn? Dạ thích. Bạn? Dạ thích. Thích. Thế thì bây giờ hãy suy nghĩ và trả lời nhanh nhé. Bất chợt hãy kể tên một loại hải sản có vỏ cứng. Mời bạn. Dạ con sò. Sò gì? Dạ sò... Sò huyết. Sò huyết, sò huyết. 10 người đồng ý với bạn. Có 4 đáp án có số điểm cao hơn. Mời bạn. Dạ con cua. Con cua. Con cua có nhiều điểm hơn. Mời hai bạn trở về vị trí. Một loại hải sản có vỏ cứng. Con hào sống. Con hào sống. Nếu chết thì không còn vỏ. Con hào sống. Hào sống chết thì cũng có vỏ hết. Mời, mời bạn thử đi. Em chọn con nghêu. Con nghêu, một loài hải sản có vỏ cứng. Nghêu. Con nghêu. Bố trưởng xin mời bạn. Có bỏ kính mà các bạn không được trao đổi với nhau thì cũng trả lời như thế này. Đây là ý kiến riêng của từng người để ghi điểm. Mời bạn. Ốc bươu. Ốc gì? Ốc bươu. Ốc bươu. Ốc bươu có dưới biển không? Không có. Mời bạn hãy kể tên một loại hải sản. Hải sản có bỏ kính. À, còn tôm anh. Ủa, tôm. Tôm gì? Tôm hùm. Tôm hùm. Mời là lá la hội ý. Tommy Trần. Bạn thích ăn hải sản, bạn ráng trả lời cho đúng rồi nè. Còn chém chép. Con chém chép làm sao bạn giới thiệu cho mọi người biết luôn. Tôi biết con đó. Nhưng mà bạn giới thiệu con chém chép. Con chém chép. Bạn cho là đó là một loại hải sản. À, chúng ta xem. Chém chép. Xin mời là La La. Chào các bạn. Còn đang bàn. Tiếp tục suy nghĩ nha đội trưởng. Con gì bạn? Một loại hải sản. Một loại hải sản có vỏ cứng. Có vỏ cứng. Ok. Con ghẹ. Con ghẹ. Con gì nữa? Ngọc trai. Con trai. Con gì? Dạ con ốc giác. Con bự bự bự. Con ốc giác. Bự cho bá. Con trai. Con ghẹ, con trai, con ốc giác và quyết định. Phương Trinh cũng nghĩ là ghẹ. Ta lá la. Chết sống gì cũng phải là ghẹ. Chết sống cũng ăn ghẹ rồi. 1, 3, 6 có con ghẹ hay không và điểm thuộc về ai? Ghẹ. 54 điểm của đội Ai Cũng Xinh. Hồi nãy bạn nói con trai rồi có ốc giác rồi. Chúng ta xem đáp án thứ nhất. 3 và 6. Không có ốc giác mà cũng chẳng có con trai. Thưa quý vị và các bạn, sau vòng thứ nhất là La La của chúng ta chưa có điểm nào và tạm dẫn trước là Ai Cũng Xinh 146 điểm. Sau đây xin mời quý vị và các bạn bước sang vòng thứ hai của trò chơi chung sức với thành viên thứ ba của hai đội bắt đầu. Xin mời. Mời là bắt tay nhau. Chúc may mắn, chúc may mắn. Vòng này chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người. Có 7 câu trả lời của nhiều người đã được chọn làm đáp án. Số điểm của mỗi đáp án vẫn chính là số người đồng tình với nó. Hai bạn sẵn sàng nhé. Hai bạn hãy kể tên một loài sinh vật, nghĩa là động vật cũng được mà thực vật cũng được, sống ở sa mạc. Xương rồng. Xương rồng. Xương rồng. Có 29 người đồng ý với bạn. Còn đáp án thứ nhất có số điểm cao hơn. Bạn thích đoán xem. Lạc đà. Con lạc đà. Mời hai bạn trở về vị trí. Hay, rất hay nào. Một loài động thực vật sống ở sa mạc. Em nghĩ là con bò cạp. Con bò cạp. Con bò cạp có không?
Có câu bột cạp. Mở đổ cửa. Loài sinh vật nào sống trên sa mạc? Dạ con rắn. Con rắn. Chú Nguyễn. Dạ con tắc kè sa mạc. Con tắc kè sa mạc. Tắc kè là đủ rồi. Mời bạn. Không ý nghĩ là con rít. Con rít. Con rít nó bò trên sa mạc. Bạn nghĩ như thế hay là bạn thấy? Chưa thấy mà suy nghĩ vậy. Chưa thấy mà bạn nghĩ như thế. Con rít. Bạn nghĩ không đúng. Không đúng với nhiều người. Nhiều khi sa mạc có con rít thật nhưng mà không đúng với nhiều người trong cuộc khảo sát của chúng ta. Mời bạn tiếp đi. Em nghĩ là con vật, loài vật, nói chung là động vật cũng được, thực vật cũng được, sống trên sa mạc. Đó là hồi nhỏ em nghe mẹ kể chuyện cổ tích bảo là con cù lần. Con cù lần. Mẹ kể chuyện là con cù lần sống trên sa mạc. Có cù lần thì nó phải ở trên sa mạc thôi. Để chúng ta xem cù lần phải không? Cù lần. Không có cù lần. Mời đổi là lá la hậu ý. Nào đội trưởng. Loài sinh vật nào, động thực vật nào sống trên sa mạc? Câu này có vẻ là khó với các bạn phải không? Các bạn đại bàng. Con đại bàng. Bạn cho là con đại bàng. Mặc dù ở nước chúng ta không có sa mạc, nhưng mà tôi nghĩ là hình ảnh sa mạc thì cũng không đến nỗi quá xa lạ đối với chúng ta. Bởi vì trên các kênh truyền hình thường hay giới thiệu về cái đời sống hoang dã phải không? Con đại bàng theo ý các bạn có ở đáp án thứ 4 và thứ 6 không? Không có. La la la. La la la. Là lá la chuẩn bị sẵn sàng. Ý kiến riêng của bạn là gì? Động vật, thực vật nào sống trên sa mạc? Con kỳ đà. Con kỳ đà bạn? Kỳ nhông. Kỳ nhông. Kỳ nhông, ông kỳ đà. Con có gì nữa? Kỳ nhông, kỳ đà. Kỳ nhông, kỳ đà luôn. Hai con. Kỳ nhông, kỳ đà. Rồi, con gì nữa? Kỳ nhông được không? Có đồng ý hay không? Vâng, đội lá la quyết định là kỳ nhông. Chúng ta xem đáp án là con kỳ nhông sẽ đem điểm đến cho đội nào? 4, 6. Có phải là kỳ nhông hay không? Kỳ nhông. Chúc mừng các bạn. Chúc mừng các bạn. Hay lắm, chúc mừng các bạn. Các bạn đã ghi được 97 điểm trong câu hỏi này. Còn đáp án thứ 4, xin mời quý vị và các bạn theo dõi. Đó là con gì, loài thực vật hay động vật gì ở trên sa mạc? Đáp án thứ 4. Còn kỳ đà. Các bạn rất hay. Kết quả sau vòng thứ 2, là Lá La đã ghi được 97 điểm và dẫn trước là ai cũng xin với 146 điểm. Chúc mừng các bạn. Trò chơi chung sức chúng ta bước sang vòng thứ 3 và bây giờ đến lượt thành viên thứ 4 của hai đội bắt đầu. Xin mời. Ở vòng này vẫn chỉ có một câu hỏi và câu hỏi cũng được khảo sát 100 người, có 5 đáp án đang trên bảng. Đó là ý kiến của nhiều người và số điểm của mỗi đáp án sẽ là số người đồng tình với nó. Tuy nhiên đây là vòng thi có số điểm nhân 2. Các bạn giành được điểm của vòng này, số điểm nó sẽ được nhân đôi. Đây là số điểm lên, cố gắng lên nha. Ngoài con ngựa ra thì bạn nhìn thấy người ta thường dùng con vật gì để chở người và chở hàng? Lạc đà. Con lạc đà. Tự nghĩ xem. Em chỉ nghĩ là con bò. Con bò. Con bò. Con lạc đà đã giành được quyền ưu tiên. Xin mời đội là Lá La trở về. Đội trưởng, đến lượt bạn. Bạn thường nhìn thấy là con vật gì người ta dùng để chở con người, trâu. Chở hàng? Con trâu. Con trâu. Con trâu. Phải là con trâu. Không phải là con trâu. Tuy nhiên con trâu người ta vẫn dùng để có khi để chở người chở hàng, đúng rồi. Nhưng mà không có trong cái bản khảo sát của chúng ta. Mời bác. Hàng hóa. Vâng, ngoài con ngựa. Con voi. Con voi. Con voi. Rất hay, con voi, đúng rồi. Cứ tiếp tục như vậy nào bạn. Xin mời bạn Ngọc. Bạn thường thấy là người ta sử dụng con vật gì ngoài con ngựa để chở người và chở hàng hóa? Con lừa. Con lừa. Lừa. Con lừa.
Lừa. Con lừa có số điểm cao nhất. Bạn rất hay. Mời bạn Quang Anh. Xin mời Quang Anh. Ngoài con ngựa ra, người ta dùng con vật gì để chở người chở hàng? Và như vậy xin mời đội ai cũng xin hội ý. Đội trưởng cố gắng trả lời cho tốt xem nào. Ngoài con ngựa ra, người ta thường dùng con vật gì để chở người và thổ hàng? Con dê. Con dê. Con dê không dùng để chở người, chở hàng gì vậy? Xin mời đội ai cũng xin. Nào đội trưởng, các bạn đã bàn luận xong chưa? Dạ rồi. Xong rồi hả? Ý kiến riêng của bạn là gì? Mời bạn. Quay con ngựa ra, con vật gì người ta dùng để chở người, chở hàng? Bạn. Con kỳ nhông. Gây go cho đội trưởng quá hả? Kỳ nhông. Con vừa định đó là con kỳ nhông à? Đội của các bạn chưa tìm ra đáp án à? Ngoài con ngựa ra, người ta thường dùng con vật gì để chở người hay là chở hàng hay thồ hàng? Phần bất quyền trả lời 178 điểm thuộc về đội La La La. Câu hỏi này có vẻ quá khó đối với đội ai cũng xin. Bởi vì các bạn thường bây giờ đi xe máy, xe ô tô, cho nên là không nhớ được là người ta sử dụng con gì để chở người hay là tàu hàng. Và các bạn bàn máy chắn ra đáp án. Sau đây chúng ta xem đó là con gì. Đáp án thứ tư các bạn hãy xem nhé. Đáp án thứ tư. Con la. Như vậy sau vòng thứ ba, kết quả như sau. Ai cũng xin 146 điểm. Và dẫn trước là La 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 275 điểm. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta bước sang vòng quan trọng nhất giữa hai đội. Đó là vòng 4. Vòng thứ 4 sẽ quyết định ai là đội chiến thắng, đội nào sẽ là đội bước vào vòng đặc biệt. Xin mời hai đội trưởng một lần nữa. Xin mời. Đây là bắt tay nhau. Chúc may mắn, đặc biệt là chúc ai cũng xin. Các bạn cố gắng đảo ngược tình thế nhé. Vẫn là câu hỏi được khảo sát 100 người. Số điểm của mỗi đáp án chính là số người đồng tình với nó, nhưng số điểm sẽ được nhân 3. Hai bạn sẵn sàng. Bạn hãy cho biết tên một loài chim. Chim chưa hết nha. Chim có cổ dài hay chân dài? Con. Con cò. Mời hai bạn trở về vị trí. Bạn Trí Nguyễn, theo bạn thì bạn thấy là con chim gì có cổ dài hay là chân dài? Dạ thưa con ngang. Con ngang. Dạ. Con ngang. Cái chân nó dài không? Dạ cổ nó rất là dài. Cái cổ nó dài thôi, chân nó không dài. Con ngang. Không đúng ý của nhiều người rồi. Nào mời bạn. Theo bạn con chim gì? Con chim gì có cổ dài hay chân dài? Nghĩ con đà điểu. Con đà điểu. Cổ vừa dài mà chân cũng dài. Nghe hay quá mà không biết đúng không. Đà điểu. Đà điểu. Hay lắm. Mời bạn thử tiên. Em nghĩ là con chim công. Con chim công. Loài chim có cổ dài hoặc chân dài, đó là con chim công. Con cổ dài hoặc chân dài hả? Ừ. Theo bạn thì là bạn thấy là con công hay chân dài không? Con công. Con công. Thôi là lá la hội ý. Đội trưởng. Con chim gì, loài chim gì có cổ dài hay là chân dài? Hoặc chân dài. Con hạc. Con hạc. Con hạc. Con hạc cổ vừa dài mà chân cũng dài. Hạc.
mời suy nghĩ. Một chim gì có cổ dài hoặc chân dài? Con ngỗng. Con ngỗng mà. Con ngỗng. Con ngỗng. Chim gì nữa bạn? Loài chim có cổ dài hoặc chân dài. À, con chim. Bạn mất quyền trả lời. Xin mời La La La. Các bạn thấy thế nào? Đây là giây phút rất là quan trọng, bởi vì chiến thắng thuộc về đội các bạn hay không, và giải thưởng của các bạn có to hay không do câu trả lời của đội trưởng. Ý kiến riêng của bạn là gì? Bạn con bạc. Bạn anh. Con bạc. Con bạn. Con Thiên Nga. Con Thiên Nga. Mời bạn. Con ngỗng mà. Con ngỗng có rồi. Đội trưởng quyết định đi. À, Phương Trinh thì rất thích là biểu hiện của tình yêu là trái tim, mà thường là hai con Thiên Nga nó câu lại với nhau, cổ rất là dài, nên là Phương Trinh nghĩ là con Thiên Nga. Nghĩ là con Thiên Nga, nhưng mà đội của các bạn có đồng ý? Các bạn có đồng ý là con Thiên Nga không? Vâng, con Thiên Nga. Con Thiên Nga, chúng ta xem với câu trả lời này, chiến thắng sau 4 vòng thi đấu sẽ thuộc về ai? Có thay đổi ý kiến không? Dạ không ạ. À. Thiên Nga. Chúc mừng các bạn, chúc mừng. Chúc mừng các bạn, chúc mừng các bạn. Các bạn đã ghi được 273 điểm. Và xin mời quý vị các bạn, xin mời ai cũng xin. Xem đáp án còn lại trên bảng. Con chim gì có cổ dài, chân dài còn lại? Đáp án thứ 3. Con sếu. Qua 4 vòng thi đấu, kết quả đã rõ. Đội chiến thắng là La La La. 548 điểm. Chúc mừng các bạn. Chào các bạn. Các bạn ai cũng xinh. Các bạn chơi cũng hay, nhưng mà các bạn không may mắn thôi. Các bạn có 146 điểm. Tuy không chiến thắng, nhưng mà các bạn có giải thưởng 1.460.000 đồng. Mỗi người một phần quà của nhà tài trợ Vinamilk. Xin mời các bạn. Cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Cảm ơn. Chào La La La. Các bạn thấy hát lên đi. La 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 đi nào. Các bạn đã có 548 điểm. Đó là 5.480.000 đồng. Và 10 triệu đồng đã chờ các bạn ở vòng đặc biệt nữa. Xin mời các bạn nhận phần quà của nhà tài trợ Vinamilk. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức của chúng ta bước vào vòng đặc biệt với sự tham gia của hai thành viên của đội La La La. Xin mời hai bạn. Hai bạn sẵn sàng trả lời 5 câu hỏi của vòng này để giành lấy giải thưởng 10 triệu đồng, với điều kiện là tổng số điểm của hai bạn phải đạt từ 200 điểm trở lên. Bây giờ cho tôi biết ai là người trả lời trước. Em trả lời trước. Mời bạn vào trong chờ đợi. Bạn sẽ có 20 giây để trả lời 5 câu hỏi này. Bạn cố gắng tận dụng thời gian cho tốt. Và những câu hỏi nào bạn cảm thấy còn lúng túng thì cứ mạnh dạn nói cho qua. Tôi sẽ tự động đọc lại khi thời gian còn cho phép. Đồng đội của bạn đang chờ bên trong sẽ không nghe được những gì mà bạn trả lời ngoài này. Đó là luật của trò chơi ở vòng này. Xin mời bạn tập trung để trả lời. Bạn không thể liên lạc với người khác qua điện thoại di động trong trường hợp nào? Dạ, mất sóng. Theo bạn, tỏi thường được dùng để làm gì? Khử đoan. Theo bạn, vì sao quần jean được mọi người ưa chuộng? Có kiểu dáng đẹp. Theo bạn, lý do nào khiến người ta phải đeo kính? Đi trời nắng đeo kính. Ngoài những phím ghi con số, điện thoại bàn còn có những phím nút gì? Bạn đã trả lời được 4 câu và không kịp trả lời câu thứ 5. Xin mời bạn quay lại tập trung. Đây là kết quả của bạn. Câu thứ nhất. Bạn không thể liên lạc với người khác qua điện thoại di động trong trường hợp nào? Bạn trả lời là mất sóng. Bạn nghĩ bao nhiêu điểm? Chắc là mười mấy điểm thôi. Mười mấy điểm thôi. Khảo sát.
33 điểm, chúc mừng bạn. Cao hơn bạn nghĩ nhiều. Câu thứ hai, theo bạn tỏi thường được dùng để làm gì? Thì bạn trả lời là thử đồ ăn. Và lần này bạn thử đoán lần nữa xem. 25 à, khảo sát 19 điểm. Cũng đều là điểm cao cả. Và câu thứ ba, theo bạn vì sao quần jean được mọi người ưa chuộng? Thì bạn trả lời là kiểu dáng đẹp. Khảo sát 23 điểm. Hay lắm. Và câu này, và câu thứ tư, câu cuối cùng của bạn đây, câu thứ năm bạn không trả lời, không tìm ra được đáp án. Câu thứ tư, theo bạn lý do nào khiến người ta phải đeo kính? Thì bạn trả lời là đi trời nắng phải mang kính mát. Khảo sát 16 điểm. Như vậy tổng cộng bạn có 91 điểm. Câu thứ năm bạn tìm không được đáp án. Và phần còn lại của đồng đội của bạn sẽ ghi điểm để giành chiến thắng, đó là 109 điểm. Thì mời bạn trở về vị trí để đồng đội của bạn tiếp tục ghi điểm. Xin mời bạn. Xin mời thành viên thứ hai. Chào bạn. Bạn có nghe thấy những gì diễn ra ngoài này không? Dạ có nghe nhạc. Có nghe nhạc thôi. Những câu trả lời của đồng đội của bạn ở ngoài này thì hoàn toàn bạn không nghe chứ. Đó là luật của trò chơi ở vòng này. Và bây giờ đến lượt bạn, bạn trả lời lại 5 câu hỏi mà tôi đã hỏi đồng đội bạn. Thời gian dành cho bạn là 25 giây. Bạn có nhiều hơn 5 giây bởi vì bạn phải làm một việc khó hơn. Đó là bạn không được trả lời trùng ý với đồng đội của bạn trong bất kỳ câu hỏi nào. Nếu bạn trả lời một đáp án trùng ý, bạn sẽ bị nhắc nhở bởi tín hiệu. Đó là tín hiệu nhắc rằng đáp án của bạn không được chấp nhận, bạn phải thay ngay đáp án khác. Hoặc là bạn nói cho qua những câu hỏi đó, những câu hỏi bạn cho qua tôi sẽ tự động đọc lại sau khi thời gian còn cho phép. Bạn rõ rồi chứ? Bạn tập trung trả lời nhé, nhìn thẳng về phía trước, trả lời nhanh. Thời gian 25 giây dành cho bạn chỉ bắt đầu được tính sau khi tôi đọc xong câu hỏi thứ nhất. Vì vậy tôi sẽ tạo cơ hội cho bạn ở câu thứ nhất, tôi đọc chậm thôi, không tính thời gian ở câu này nha. Bạn không thể liên lạc với người khác qua điện thoại di động trong trường hợp nào? Hết pin. Theo bạn tỏi thường được dùng để làm gì? Làm nước mắm. Theo bạn vì sao quần jean được mọi người ưa chuộng? Đẹp. Theo bạn lý do nào khiến người ta bền? Theo bạn lý do nào khiến người ta phải đeo kính? Thời trang. Ngoài những phím ghi con số, điện thoại bàn còn ở những phím nút gì? Loa, phát loa. Bạn đã thực hiện xong việc trả lời 5 câu hỏi này. Và bạn có nghĩ rằng 10 triệu đồng của vòng đặc biệt có thuộc về đội bạn hay không? Em cũng không biết nữa mà mong là 10 triệu nằm trong tầm tay. Bây giờ chúng ta quay lại để biết điều đó. Xin mời bạn. Đồng đội của bạn đã ghi được 91 điểm. Phần còn lại của bạn là 109 điểm. Sẽ có 10 triệu. Bạn tin là sẽ được chứ? Câu thứ nhất, bạn không thể liên lạc với người khác qua điện thoại di động trong trường hợp nào? Bạn đã trả lời là hết pin. Và bao nhiêu người đồng ý với bạn? 21 người. Ở câu này đồng đội của bạn đã ghi được số điểm cao nhất, đó là mất sóng. Mất sóng 33 người đồng tình. Câu thứ hai, theo bạn tỏi thường được dùng để làm gì? Bạn đã trả lời để làm nước mắm. Câu trả lời của bạn nghe nó hơi đặc biệt một tí. Mặc dù là ý thì người ta hiểu là pha chế món nước chấm nước mắm, nhưng mà làm nước mắm thì là không biết sao. Tuy nhiên tôi nghĩ là chắc cũng có điểm đấy. Nào, khảo sát 13 người đồng tình các bạn. Ở câu hỏi này, nếu bạn trả lời là để làm gia vị thôi, để làm gia vị, chung chung là gia vị đấy thôi, là bạn sẽ có 31 người đồng tình với mình. Câu thứ ba, theo bạn vì sao quần jean được nhiều người ưa chuộng? Bạn đã trả lời là bền. Bạn trả lời bền. Và mấy người đồng ý nào? 9 người đồng ý với bạn. Ở câu hỏi này, nếu hai bạn trả lời là vì thời trang, người ta chuộng quần jean là vì thời trang, thì sẽ có 31 người đồng tình, có nghĩa là 31 điểm. Còn 66 điểm nữa. Còn 66 điểm nữa dành cho hai câu hỏi. Cứ một câu 33 điểm là xong. Câu thứ tư, theo bạn lý do nào khiến người ta phải đeo kính? Bạn trả lời là
thời trang, người ta đeo kính vì thời trang. Và mấy người đồng ý với bạn nào? 13 người. Bạn cũng có một số điểm tương đối, nhưng số điểm cao nhất là vì cận thị. Cận thị, có 38 người trả lời là cận thị. À, nếu cái đáp án thời trang bây giờ lên trên là rất là hay, phải không? Trả lời vậy rồi vậy đó. Dù sao đi nữa thì cũng chuyện đã rồi. Và câu thứ 5 liệu có được 53 điểm hay không? Hy vọng có vẻ là mỏng manh quá, xa vời quá không ạ? Tuy nhiên chúng ta cứ biết, ta cứ xem đã. Ngoài những phím ghi con số, điện thoại bàn còn những phím hay nút gì thì bạn trả lời là phím loa. Khảo sát 12 điểm. Có 33 người trả lời là phím thăng. Hai bạn còn thiếu 41 điểm nữa để đạt được 10 triệu đồng. Và chiến thắng không thuộc về các bạn ở vòng đặc biệt này. Thưa quý vị và các bạn, trò chơi chung sức cho Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh và công ty Đông Tây phối hợp thực hiện lần này xin được phép kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình. Cảm ơn nhà tài trợ Vinamilk đã cùng chung sức với chúng tôi. Hẹn gặp lại 8 giờ tối thứ ba tuần sau. Thank you.